Chào các bạn các anh em á. Hôm nay thì em về được một số mặt hàng nè. Một số mặt hàng như sơn nhông dĩa của Indonesia dòng này giá tầm trung, còn sơn dĩa của Kosuke dòng này là nhập Nhật Bản cho nên giá nó sẽ hơi cao một chút. Thì để anh em mình tùy túi tiền của anh em mình mà anh em mình lựa chọn cho mặt hàng nào để nó vừa túi tiền cho anh em mình. Bên em á thì chuyên về một số mặt hàng như là bình xăng con nè. Bình xăng con là riêng rã xe chưa phục hồi nha. Bình xăng con này khi em bán ra là em đều có test trước và kèm theo giấy bảo hành cho anh em mình là một tháng. Chỉ đặc biệt là bình xăng có kèm theo giấy bảo hành thôi ha. Anh em mình hãy nghe rõ video giùm. Ngoài bình xăng thì bên em sẽ có là cỏ bôi inox 304, tất cả các loại xe. Anh em mua loại nào thì cứ việc alo em sẽ báo giá, hoặc là anh em mình về cái video cũ để anh em mình xem. Tại vì ngày hôm nay em không có thời gian để em báo giá từng sản phẩm, nếu em báo giá thì thời gian nó rất là dài. Và kế tiếp là phuộc. Phuộc thì bên em sẽ có là phuộc đe test trước sau. Các đủ các dòng xe, dòng này là đa test Việt Nam, dòng này là công nghệ của Nhật Bản. Dòng này là sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản ha. Dòng này thì chạy rất là bền luôn. Ngoài những dòng phục thường ra bên em cũng có phục tải. Phục tải bên em sẽ có là 3 dòng, một là dòng phục tải 300 kg và 500 kg, 700 kg. Dòng 300 kg này của đa test thì dòng này rất là hay, nó là phục tải 201. 201 hoặc là khi mình chạy một mình thì nó là phục thường, mà khi mình chở tải thì nó sẽ là phục tải. Dòng này thì nó tổng tải là 300 kg trở lại đó. Phục em có 3 màu, vàng, đen và đỏ. Còn phục 500 kg thì phục 700 kg. Ngoài dòng phục của hãng Datec thì em cũng có phục của riêng hãng. Phục riêng hãng thì bên em sẽ có là Jupiter, Sirius, quay 100, quay 110, phục trước sau, đùm đĩa, các loại xe. Sirius này, đặc biệt Sirius là phục của các dòng rã xe mới chưa lăn bánh nè. Dòng này là rã xe mới xuống nè, riêng theo xe. Hôm nay thì cũng vừa về được một số EC sạc nè. EC này là EC của Honda Thái Lan riêng. Dòng này là dòng mở tua về cho anh em mình độ chế nè. Những dòng này mà anh em mình lắp cho các dòng như 81 DH 86 quay rim quay ớt là chạy phải nói là cực kỳ đã luôn. Dòng đánh lửa rất là mạnh. Dòng này là dòng mở tua, như nó không có hãm tua cho nên lửa đánh rất là mạnh, rất là khỏe. Chạy dòng này thì rất là nhẹ xe luôn. Là em bán 250.000 cục vậy nè. Với sạc FI nè. Còn một bình xăng ra băng 90 bình này em bán 600 nè. Bên em bán hàng là bên em là ship có toàn quốc. Em là không bao ship cho nên em mình nghe rõ video giùm em. Những bình xăng con là phí ship là 30.000, như bình xăng con với cỏ bô với sơn dĩa là phí ship 30.000, còn phuộc là phí ship là 50.000, em không bao ship, anh em mình nghe rõ giùm. Khi anh em mình mua hàng thì anh em mình cho em địa chỉ, số điện thoại tên người nhận hàng, em sẽ gửi hàng tới nhà. Hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra kiểm tra đúng mặt hàng anh em mình mua rồi anh em mình thanh toán tiền shipper, bên em là không bao ship. Hôm nay thì em vừa về được một số mã sơn nhông dĩa. Sơn nhông dĩa của em thì dòng này thì là Kosuke, dòng này là thương hiệu đến từ Nhật Bản, dòng này nhập ha nên dùng rất là bền. Còn dòng này là của Indonesia, dòng này thì anh em mình chạy cũng rất là ngon nè. Bên em là bán là sơn 10 ly, đây sơn nhông dĩa em bán là một bộ như vậy. Dòng các dòng công tay đây Indonesia ha. Dòng này thì đây các dòng xe không công tay, xe số mà không công tay đó Indonesia. Dòng này sơn 10 ly, bên em là về đủ bộ, đủ các đời xe luôn, như Winner, Sonic, Exciter 150, 155, Exciter 135, quay rim, Sirius là đều có. Và em sẽ báo giá sơ qua cho anh em, tại dòng này thì em mới về cho nên em sẽ báo giá cho anh em mình. Còn như những dòng này thì em báo giá hôm nay cũng rất nhiều trên video rồi. Anh em nào muốn coi giá thì anh em mình tua lại video để anh em mình coi giá. Hôm nay em không có thời gian để em quay giá cho anh em mình xem từng sản phẩm. Đầu tiên bên em thì em sẽ báo giá cho anh em mình là như dòng này. Dòng này là đầu rim quay với dòng Sirius thường và Sirius FI. Đầu rim quay thì em bán cho anh em mình là 230.000 một bộ. Còn Sirius thường là 230.000 một bộ luôn. Sirius FI là 240.000 một bộ. Hôm nay thì có dòng này cho anh em mình tải đồ nè. Đây em về được một số mã nhông sơn tải nè. Dòng này là sơn 10 ly nha. Dĩa nó sẽ là dĩa 40, dĩa là dĩa đâu 40, dĩa là 41, nhông là 15. Sơn là sơn 10 ly. Bộ này để cho anh em mình cọ đồ rất là khỏe luôn. Bộ này thì em đang bán cho anh em mình là 240.000 một bộ. Rồi kế tiếp cho anh em mình là Exciter 135 là em đang bán cho anh em mình là 350.000 một bộ. Còn Exciter 150 là 360.000 một bộ. Exciter 155
là 420.000 một độ, bộ Raider là 360.000 một độ, Sonic là 370.000, còn Winner là 360.000. Những dòng côn tay thì nó sẽ là dĩa màu vàng. Đó, dĩa màu vàng. Raider, Sonic, Sachia, FPT 150, 135, 155 là em đều có hết những dòng này, là bảo hành cho anh em mình là 30.000 km. Mua thì cái việc liên hệ em, những dòng này là nhập từ Indo. Những dòng này là nhập từ Indo ha, đây. Indonesia. Dòng này thì chạy rất là bền, sơn nó là sơn 10 ly. Còn những phần này thì em đã báo giá cũng rất là nhiều rồi, em sẽ giới thiệu sơ qua. Ở bên đây em cũng có là Winner, Rider, Sonic, FCT 135, Sachia, FCT 135, 150 và Wayrim. Wayrim và Sirius thường và Sirius FI. Rồi được có mấy cái nòng 50cc là dòng này. Ở ngoài thì in chữ 49, 50 nhưng mà bên trong là 100cc để về cho anh em mình lên cho những dòng xe 50 mà chạy yếu. Những dòng này thì anh em lắp cho các đời xe 100cc cũng vẫn được. Cúp thì anh em về tiện lại anh em ráp vô. Cổ bô thì bên em thì phải nói là rất là nhiều luôn. Cổ bô đặc biệt bên em là bán inox 304 đủ các đời xe cho anh em mình. Yamaha, Honda và Suzuki em cũng có từ các đời xe. Quay rim, quay S, Full Neo, Full X, Full 2, quay A, quay RX, FI là em đều có hết. Anh em nào cần loại gì thứ gì alo em hoặc giờ vô số điện thoại. Đây em có số điện thoại nè. Số điện thoại này của em là cũng là số Zalo luôn. Vô đây thì em sẽ báo giá hoặc tư vấn cho anh em mình. Còn bình xăng thì em cũng rất là nhiều bình xăng luôn. 100, 110, 125 đầy đủ hết. Những dòng xe mà tích anh em mình chạy hao xăng thì dòng 100cc ha. Thì anh em mình lấy những dòng xe này, đây là toàn những dòng xe rải xe Nhật xuống luôn. Super, quay S, RS, RSX, quay A, đời cao, quay Thái, đầy đủ hết. Sirius thì em có là Jupiter, Sirius đời thấp, Sirius đời cao, Taurus. 110, 125, 110 em đều có, như quay A, quay S, quay RS, Full Neo, Full X, Full 2. Rồi đời rim Thái 125 đều được đủ hết. Còn phuộc này là phuộc DTEC. Công nghệ của Nhật Bản, trong này thì chạy rất bền, em cũng có đầy đủ hết phuộc trước, phuộc sau, như Super Rim, Rim Thái, quay 100, quay 110, quay ZX, phuộc sau thì 110, Jupiter, Sirius thường, Sirius FI, rồi đủ thứ hết. Còn dòng Rim này thì em cũng đầy đủ, dòng này là Rim hãng ha. Dòng này thì anh em nào cần giá thì anh em mình về video cũ, còn như anh em nào không muốn về video cũ mà muốn biết giá thì cái việc vô Zalo em sẽ tư vấn cho anh em mình.